Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2021, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra xử lý đối tượng Trần Minh Hiếu sinh năm 2003, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 23 tháng 8 năm 2021, đối tượng Hiếu đi từ nhà trọ Kim Liên thuộc khóm Tân Thuận, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc đến ngang cổng trường mầm non Sen Hồng thuộc địa bàn khóm 4, phường 1, thành phố Sa Đéc. Phát hiện bảo vệ nhà trường không có mặt tại chốt gác nên đối tượng đã lén trèo qua rào vào bên trong chốt gác lấy trộm một chiếc điện thoại di động cùng một chiếc iPad rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nhận được tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Công an thành phố Sa Đéc đã phát hiện bắt giữ đối tượng Hiếu khi đối tượng đang đi trên đường Đinh Tiên Hoàng thuộc khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc. Được biết đối tượng này từng có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Công an thành phố đã thu hồi số tài sản nói trên, trao trả cho bị hại. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý làm rõ theo quy định của pháp luật.